Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn nhé. Rất là vui hôm nay em Tuấn lại gặp lại quý vị các bạn trong một buổi tối ngày hôm nay. Và hôm nay em xin phép được giới thiệu những cái dòng đài thuộc cái phân khúc ngon, bổ, rẻ của Sony các bác nhé. Và trước mắt quý vị các bạn là chiếc Sony CFS1058S. Cái dòng đài này thì nó có 3 cái model gần như tương tự nhau, đó là 1055, 1058 và 1065. Thì 1058 cũng là một cái đại diện ở phân khúc tầm trung, và nó mang đủ các yếu tố như em vừa nói là ngon, bổ, rẻ. Vì sao lại em lại nói như vậy? Vì cái tầm giá của nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Chính xác là chỉ có 1 triệu 6 trong chiếc đài này thôi. Nó đang hoạt động đủ các chức năng, gồm có băng cassette, radio, FM, AM cũng như là đường kết nối line in. Và line in dòng này thì nó cắm ngay đằng trước này, rất là tiện và rất là dễ sử dụng. Đấy là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là sao gọi là ngon? Vì dòng đài này thì nó có sử dụng hệ cơ đứng và nó cũng khá là bền. Máy dạy chạy rất là ổn định và không mấy khi bị lỗi các bác ạ. Đấy là cái điểm thứ hai. Và rẻ thì em đã nói rồi, giá chỉ có 1 triệu 6 thôi. Thì 1 triệu 6 thì em đã bao gồm phí ship cho các bác toàn quốc rồi. Đấy, bác nào mà mua hàng thì chuyển khoản đủ cho em Tuấn. Em có hai hình thức nhá, một là chuyển khoản đủ thì em gửi hàng, hai là các bác cọc trước 500 thì em gửi hàng. Số tiền còn lại là 1 triệu 1 thì các bác nhận đài thanh toán nốt cái số tiền còn lại 1 triệu 1 đấy cho bên bưu điện giúp em Tuấn. Đấy, bên em có hai cái hình thức thanh toán. Bác nào mà chưa biết thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em Tuấn theo số điện thoại 0822 111 444 nhé. Đây là một chiếc Sony 1058. Về phần thân nhựa thì không hề bị bẻ dập. Tất nhiên là có xước sát theo năm tháng, vì là nó cũng trên 30 năm, 40 năm rồi thì không thể tránh khỏi được cái vết thời gian các bác ạ. Đến người chúng ta còn già đi, còn ốm yếu, nói gì đến cái đồ điện tử. Thì được như thế này là cũng là cả một vấn đề. Đấy. Nhiều bác các bác cứ để ý cái đồ nhà mình cũng vậy thôi. Nếu mà các bác mua lâu rồi thì tất nhiên chúng ta dùng có giữ gìn đến đâu thì nó vẫn cũng phải thể xuống sắc theo thời gian. Đây là mặt mặt loa đằng trước này. Đây là mặt cục giữa các bác nhá. Dòng đài này thì rất dễ sử dụng. Nó chỉ có cái nút chức năng chính này. To nằm ở giữa đây. Băng cassette radio line này. Nó ghi sẵn ở đây. Chúng ta gạt theo thôi. Volume to nhỏ này. Dò sóng tuning này. 4 băng tần của radio FM và AM ở dưới này. Bên này chúng ta sẽ có một cái gạt cân loa trái phải này. 5 cần gạt equalizer. 4 cái chế độ âm thanh, một để bên trái là chạy bằng tay và 2 3 cái chế độ bên phải này thì là mặc định của đài. Đấy, rất là dễ sử dụng thôi. Đây là mặt loa bên đằng trước bên trái. Tất cả các phần căng sắt đều là đang còn đẹp và đang rất là căng, không hề bị dập vỡ hay méo móp nhá. Đôi loa ở trong là đôi loa zin. Anten quai sách thì zin hết các bác nhá. Quai sách con này zin và anten cũng zin này. Anten không những zin mà đang còn rất là mới. Đây là phía sau lưng của cái đài. Đấy, tem thông số máy đây. Tem vẫn đang còn rất là đẹp. Chúng ta sẽ có rắc nguồn, cầu đấu dây loa. Dòng này rắc line in thì đằng trước em vừa chia sẻ rồi. Đây, em đã cắm sẵn vào điện thoại rồi nhá. Các bác có thể kết nối với điện thoại, máy tính, TV và các thiết bị thu Bluetooth. Và sau đây em mời quý vị các bạn để chúng ta sẽ test thử một đoạn băng cassette của Linh Phúc Tuấn Vũ các bác nhé. Thương nhau nhiều quá, ba tán trong quân trường tan bộ đá chai tâm hồn đi mới. Nói luôn bảo tôi đừng than oán gì cùng vì khi nhịp chúng vẫn đêm đêm vang vòng mãi tao mây nào được nhu. Hôm chia tay hai cùng bùi ngùi ngày mai nó tôi chính cửa cuộc đời dặn nhau gắn vui dù cho rằng ngôi sẽ có mấy cung mỉm cười. Hai năm sau mới có thu về nhìn con dấu yêu nơi nắng cháy thiên thủy người con cho biết em bạn tôi thân mến đã liệt oanh nga xuống khắp đơn vị tiếc thương. Rất là hay, tốc độ chạy cũng rất là chuẩn nhé. Và chúng ta sẽ test qua phần FM. Em sẽ kéo cái anten lên. Chiếc đài này bắt radio FM và AM bắt rất nét các bác nhé. Đây, chúng ta sẽ cho nhỏ lại volume này và chúng ta gạt lên chức năng radio ở giữa đây, FM ở trên nhé. Một đài tiếng nói Việt Nam cho chương trình sống chung với biến đổi khí hậu hiện nay. Chương trình chuyển đổi xanh có thời lượng 15 phút, mỗi tuần một số, phát sóng lúc 14:35 thứ năm,
phát lại lúc 13 giờ 45 phút thứ 6. Ngàn đô Mỹ thôi ạ. Sếp ơi, đây là tấm lòng của chúng em. Xin thử sếp. Bạn sơn nét các bác nhé, FM này. 100 ngàn đô Mỹ, dạ. Ai em ở dưới này? Dạ, số tiền này em vừa rút trong ngân hàng và đem thẳng tới đây. Đây đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn thính giả thân mến, sau đây chúng tôi chuyên mục giảm đau đúng cách cho bệnh xương khớp. Ai em buổi tối thì bắt rất là nhiều đài nước ngoài. Em vừa test xong cái radio thì bắt rất là ok các bác nhá. Và chúng ta sẽ test qua phần line in. Đấy, chúng ta gạt nút chức năng là lên trên cùng này. Đấy, và kết nối các thiết bị phát nhạc. Theo yêu thích chúng ta có thể nghe. Chúng ta có thể nghe những bài nhạc yêu thích. Quy laser hoạt động rất là tốt nhá. Tự ứng âm thanh này. Hoạt động rất là ok. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng cái video test chiếc đài Sony 1058 ở đây nhé. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá 1.6.000 và đã bao ship toàn quốc rồi. Các bác nhanh tay chốt cái đài này về chơi cũng rất là ok. Ở cái phân khúc này thì nó thuộc vào cái phân khúc rất là giá rất tốt rồi. Đấy, thuộc vào cái top là ngon bổ rẻ. Đấy, bác nào đang mua thì có thể là dùng cái đài này thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái kinh tế gia đình cả. Mua một cái đài về chơi về bài chỉ hơn 1.000.000 thôi. Số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhé. Các bác có thể liên hệ trực tiếp, gọi điện, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo cho em. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại.